Hôm nay mình giới thiệu một các bạn một cây thuốc rất là quý các bạn. Cây này có tên là cây bạch đồng nữ các bạn nhé. Bạch đồng nữ, bạch đồng nam, bạch đồng xích đồng nam, xích đồng nữ. Nó có nhiều loại lắm, nhưng cây bạch đồng nữ này rất là tốt các bạn. Cái bạch đồng nữ làm cây lá mộc đối các bạn nhé. Lá mộc đối. Các bạn nhìn lá mộc đối này nhé. Lá mộc đối. Lá mộc đối đây nhá, đây lá mộc đối. Ở những cái cuống lá mà nó hay nó có nốt sần, các chất dinh dưỡng nó tụ ở đấy. Cả hai mặt lá đều có lông, mép có răng cưa rất là thưa các bạn. Lá hình tim nhá, lá hình tim, gân ở dưới lá rõ rệt và có những cái nốt sần này là những cái chất dinh dưỡng nó tụ lại. Cây bạch đồng đồng nữ làm cây thuốc chữa được rất nhiều bệnh, nhưng cái bệnh đầu tiên mà kể đến là chữa bệnh tim các bạn nhé. Những người bị bệnh hở van tim hay lá đào cái rễ đó đun uống các bạn. Còn những người bị viêm đường tiết liệu lấy cái thân của nó đun uống các bạn nhé. Phụ nữ mà bị khí hư bạch đới thì lấy cái lá của cây bạch bạch đồng nữ này đun ngâm rửa vệ sinh các bạn nhé. Đây mình nói với các bạn. Còn ai mà bị ngứa mà các bạn lấy cái lá của nó, toàn lá nó đun đặc tắm các bạn nhé. Tắm mà khỏi ngứa ngay. Đây là cái bạch đồng nữ các bạn nhé. Nhìn kỹ này, đây. Hoa trắng các bạn ạ. Bây giờ đang là mùa hoa quả của nó các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhé. Đây cái bạch đồng nữ, đấy. Đấy, lá mộc đối này, đây. Thân từ dưới này lên này. Đây có một vãi các bạn nhé. Rất là nhiều cái bạch đồng nữ. Rất là quý. Đây là bạch đồng nữ. Nếu mà ai đã nói đến cây bạch đồng nữ là phải kể đến bệnh tim các bạn nhé.